Thưa, thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị và trong chương trình chiều hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện với ký giả Mai Loan Nguyễn Tuấn từ Houston, Texas về một số đề tài thời sự Hoa Kỳ. Chào anh Mai Loan Nguyễn Tuấn thưa anh. Dạ vâng, xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam và toàn thể quý khán thính giả của chương trình truyền hình Việt Nam báo Cali Today tại vùng San Jose cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu Internet. <laughs> À, từ thành phố Houston Texas à, ừ. chúng tôi là Mai Loan Nguyễn Anh Tuấn rất vui mừng trở lại chương trình hôm nay và chiều tối thứ năm cùng bàn chuyện với anh Nam về một số những đề tài thời sự đáng chú ý nhất hiện nay xin trở lại với anh Nam ạ à. Cái chuyện trong tuần này người ta quan tâm đến nhiều chuyện thú vị lắm rất là nhiều chuyện thú vị kể cả ngày hôm nay nhưng có một chuyện mà được quan tâm nhiều á là người ta đặt ra giả sử là nếu ông Trump đắc cử làm tổng thống nếu vì tôi tin là ông ta có nhiều cái, 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 cái rù cái tham gia dư luận để ông ta ngang phiếu với ông, ông Biden hai bên à, ông Trump thua nhau ít một vài phiếu thua nhau một vài bộ. phần trăm nằm trong cái error margin, margin error cái tỷ lệ sai sai số. Đó. Nhưng mà xem ra những cuộc bầu cử mà quan trọng như cuộc bầu cử New York gần đây ngã với dân chủ, con số cuộc bầu cử vừa qua cho thấy rằng có thể ông Trump sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và có thể cũng đường đắc cử tái đắc cử chức tổng thống Với nhiệm kỳ thứ hai khó khăn hơn tuy vậy bình gác chuyện đó sang bên cái chuyện để bàn tới ông Trump vào ngày hôm nay được nhiều người bàn tới là với ông Biden đó, thì ông lại xây dựng cái liên minh giữa Mỹ và NATO rất là gắn bó sau khi ông Trump hết nhiệm kỳ 1 thì mối quan hệ giữa NATO liên minh bắc đại dương liên minh quân sự bắc đại dương và hoa kỳ nó đã sụp nó đã lông bù lông của ốc rồi nó sụp xịt lắm rồi nhưng mà ông biden lên đó, ông tìm mọi cách để nối lại sửa sai lại cái mối quan hệ đó và nối lại mối quan hệ giữa đồng minh châu âu và hoa kỳ và nhờ như vậy cuộc chiến ở ukraine rất là có có thuận lợi nhiều như mặt cả Hoa Kỳ lẫn NATO lẫn các đồng minh châu Âu giúp đỡ Ukraine rất nhiều chống một tên bạo chúa Putin chống Nga rất là thầy công nhưng mà bây giờ ông Trump chưa lên chức ông mê là <laughs> ông bắt tất cả các nước nào trong NATO kể cả, cả châu Âu và không đóng tiền mà hội phí cái đầy đủ chiến phí cái đầy đủ thì ông sẽ suối Nga đánh các nước đó và NATO sẽ đứng ngoài cuộc và cái mối quan hệ giữa NATO các nước châu Âu và Hoa Kỳ trở nên trục trặc và chúng tôi đã từng nói chuyện vấn đề vấn đề này cho rằng nếu mà NATO mà Mỹ tách rời hai khối thì gần như Mỹ không mất đi cánh tay phải mất cánh tay trái và quân sự kinh tế mọi mặt thì tôi cho rằng cái việc làm nó thiếu chiến lược thiếu khôn ngoan thì trong lúc đó thì nhà báo Mai Loan Nguyễn Tuấn cũng có thể có những nhận định rất là riêng thì chúng tôi muốn nghe khiến anh về vấn đề mình được thiên hạ bằng nhiều trong mấy tuần lễ vừa qua thưa anh Cảm ơn anh Nam đã uh, vẽ ra uh, mô tả lại rất là chính xác cái um, uh, tình hình uh... À, chính trường à, à, quốc tế đấy, trong à, những năm à, qua à, nó có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng giữa 4 năm dưới thời của ông Donald Trump và à, 3 năm qua dưới thời của ông Joe Biden nhất là cái tình hình bên phía bên Âu Châu bởi vì dẫu sao Âu Châu cũng nhất là phía bên Tây Âu đó là một cái đồng minh rất là đắc lực với lại Hoa Kỳ trong suốt từ thời Đại nhị thế chiến kéo dài đến cái thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa hai khối tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo và khối cộng sản do Liên Xô uh, lãnh đạo với lại các nước um, bên uh, Đông Âu và nó dẫn đến cái kết quả đó là chiến thắng của phe tự do. Và trong 4 năm dưới thời của Donald Trump như anh Nam vừa mới nói đó những cái lời lẽ mà chưa bao giờ có trong lịch sử mà ông tổng thống Mỹ coi như là cúi đầu uh, uh, nhượng bộ nếu không muốn nói đó là tuân phục uh, trong uh, uh, tổng thống Nga khi mà ông không có ngần ngại ông Trump ông ông Trump là người nói nha tôi tin Vladimir Putin hơn là tin các ông tướng với lời các viên chức cao cấp nhất về quốc phòng và tình báo của nước Mỹ quý vị thấy có khi nào mà một tổng thống mà làm như vậy không nếu như bất cứ một tổng thống nào khác mà làm nước tổng thống bên phe dân chủ đó thì nó xin lỗi cả cái cái khối mà bảo thủ cánh hữu nó nhau nhau nó phản đối nó đòi truy tố ra tòa nó đòi impish cái người đó ngay lập tức chứ không phải là nó để qua như vậy nhưng mà Donald Trump là người nói như vậy năm 2018 trong cuộc họp tại Helsinki nó làm cho cái khối uh, 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 gọi là Âu Châu đó coi như là bị hoang mang cái khối NATO đó là bị uh, nản tinh thần nhất là khi mà uh, Donald Trump luôn luôn nói rằng là NATO bây giờ đó là hết thời rồi obsolete rồi không còn um, uh, nghĩa là thích ứng nữa vân vân nhưng mà đến khi mà Joe Biden lên thì ông đã củng cố cái khối NATO đó nó càng ngày nó càng vững mạnh hơn và khối NATO trước đây đó là có 30 nước đó bây giờ có thêm nước Phần Lan và trong một vài tháng tới nữa thôi có thêm một nước nữa là cái nước thụy điển hai cái nước này là hai cái nước độc lập chung dung từ trước đến giờ đó là phi liên kết họ không có muốn đứng bên phía bên nato với lại phía mỹ hoặc là bên phía nga họ đứng chung nhưng mà vì họ thấy cái tham vọng của nga và cái tham vọng của nga và putin và họ thấy cái sự lãnh đạo của ông joe biden nó, nó củng cố cho uh, liên hiệp âu châu và nato vững mạnh lắm cho nên Ông ông Biden là một người đã có công giúp cho khối NATO nó càng ngày càng vững mạnh, nó giúp cho hòa bình thế giới nó càng được ổn định hơn. Đó, đó là một cái sự kiện rất là hiển nhiên. Rồi, bây giờ đó, đến phiên là ông Donald Trump đang ra bình động tranh cử, rồi ông tuyên bố hung hăng. Và cái câu tuyên bố mới nhất của ông vào, vào cuối tuần qua khi mà ông đến South Carolina đó, ông gây ra cái sự tranh cãi, cái sự chỉ trích dữ dội từ phía mọi người từ phía các um, chính khách bảo thủ của đảng cộng hòa từ phía chính quyền Joe đến từ phía các đồng minh bên Âu Châu đó nói rằng là cái hành động của Donald Trump như vậy đó, là một cái hành động coi như là thiếu trách nhiệm ừ, nói rằng là sẵn sàng bỏ rơi các đồng minh NATO và cái chuyện xuyên qua cái câu của ông Donald Trump ông nói rằng là Ồ trước đây có một uh, tổng thống của một nước lớn ở trong khối NATO họ nói với tôi là uh, nếu như là chúng tôi mà không có đóng cái số tiền mà 2% của GDP đó thì là như thế nào uh, nếu mà Nga tấn công đó thì uh, Mỹ Quốc có nhảy vào mà để mà cứu giúp can thiệp hay không? thì Donald Trump nói với những người mà cử chi cùng trong ở South Carolina đó tôi nói với là kệ mẹ chúng bay nói là ngôn ngữ của Donald Trump như vậy đó lúc đó đó là, là tôi nói rằng thằng nga đó cứ đánh bỏ mặt bọn nó đi bỏ như nước đi đó là ngôn từ của, của, của Donald Trump nói như vậy thì nhiều người đã binh vực trump nói rằng là trump là chứng tỏ là một cái bản tính ngũ ngáo và nhiều người còn còn biện minh cho Trump nói rằng đúng rồi tại sao Hoa Kỳ lại tiếp tục phải là bao che cho những nước khác ở bên Âu Châu trong khi những nước đó không có đóng tiền đầy đủ vào quỹ của NATO vân vân trước khi mà chúng ta Um, um, uh, phân tích những cái sai lầm mà do thiếu hiểu biết của um, uh, Donald Trump hiểu biết thiếu hiểu biết rất là 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 cơ bản rất là căn bản nó cho thấy là Donald Trump rất rất là dốt về vấn đề lịch sử về các hội hiệp quốc tế vân vân mà nhiều người không biết rất nhiều người nghĩa là cuồng Trump, binh vực Donald thân họ cũng tưởng tưởng lầm như vậy luôn trong số đó có rất nhiều những người mà da trắng cuồng trump họ cứ tin rằng là họ thật ủng hộ Donald Trump họ nói rằng, Donald Trump lên thì sẽ không có phí tiền để mà viện trợ cho Nato, viện trợ cho Liên Hợp Âu châu, để viện trợ cho Nhật Bản, viện trợ cho Nam Hàn vân vân. Tại sao không dùng tiền đó để lo cho nước Mỹ đi? America First vân Toàn là những cái luận điệu, những cái lập luận nó nó hết sức là nghi thơ, nó hết sức là 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 là, là non nớt và rất là trẻ con lắm. Rồi bây giờ chúng ta nhận định về cái câu nói của Donald Trump nói rằng là tại sao mà Donald Trump dường như là không có ngần ngại bỏ rơi các đồng minh của NATO tại vì Putin và nước Nga nó là kẻ thù của NATO mà khi nó tấn công NATO đó nó làm cho cái khối NATO suy yếu tức là trong tương lai nó làm cho Hoa Kỳ suy yếu thì tại sao mình có một cái hành động vô trách nhiệm như vậy khi mình nói là bỏ mặt cho Nga muốn làm gì làm thứ nhất người ta đã kiểm chứng rồi đó cái chuyện mà Donald Trump nói như vậy đó chỉ là khoe khoang khoác lác mà thôi, không hề có cái chuyện Donald Trump nói với một vị tổng thống của một nước nào trong khối NATO về cái chuyện đó đó, không có một người nào nói về cái chuyện đó đó, đó là Donald Trump khoác lác như vậy thôi. Thứ hai, bây giờ đi vô cái nhận định như vậy đó, thì một cái mới đây một cái trên một tờ báo nổi tiếng bên nước Anh là The Times. Họ có phỏng vấn một cái ông Cựu tướng lãnh cao cấp của Hoa Kỳ Ông này đó là ông từng là Trung tướng um, Của lục quân Hoa Kỳ uh, Của Mỹ đó là Ben Hodge Ông này từng là tư lệnh của lục quân Hoa Kỳ tại Europe Tức là cái lực lượng quân nhân mà đối phó Với lại các mối nguy bên uh, Âu Châu đó tức là cái Nga đó Thì ông nói như thế này nè Ông phân tích như thế này nè Lý do tại sao mà Trump không ngần ngại Bỏ rơi các đồng minh của NATO đó là tại vì con người của Donald Trump là con người của mafia của băng đảng mafia đó mà cái băng đảng mafia như là Trump đó, là họ không có muốn bị ràng buộc của cái gì hết đó họ không muốn cái những cái gọi là liên minh cái cái liên minh đó mình khi mình ký kết vào liên minh đó là mình phải có cái nhiệm vụ đó mình phải ra tay để mình bảo vệ cho những cái người mà coi như là partner những người đồng minh của mình tức là mình khi mình cần cái gì mình cần nhưng mà Donald Trump là cái con người anh Nam nhớ người ta gọi ông Donald Trump là một người transactional president một cái người chỉ giải quyết vấn đề trên cái mối giao dịch giữa đôi bên anh với tôi làm ăn với nhau có lợi cho tôi thì tôi làm với anh hôm nay ngày mai không có lợi tôi làm tức là transaction chứ không nghĩ đến cái 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 toàn cảnh cái cái đường dài cho nên với cái bản tính như là một con người mafia đó thì Donald Trump không muốn là mình bị ràng buộc cái nước Mỹ phải đứng trong cái khuôn khổ của khối NATO là người ta quy định rằng đó cả cái khối này là một bất cứ một nước nào mà tấn công vào một nước của NATO tức là tấn công của cả 31 cái nước NATO cho nên đó không phải chỉ có một nước đó phản ứng mà là cả 31 nước cho nên nó là cái sức mạnh đó. anh Nam biết cái bài học ngày xưa mình con nít nó người ta đã dạy học là cái bài học mà gọi là cái gì um, uh, bó đũa đó mình bẻ ra mình mình cầm một cái bó đũa đó mình đưa con nít mình bảo nó bẻ đi không bẻ được nhưng mà lấy từng cái cái chiếc đũa ra mình bẻ thì nó gãy cho nên đoàn kết là sống chia rẽ là chết là như vậy đó là không phải là như vậy đó tâm ý mình đại mafia mà ý mình là 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 mình mạnh hiện nay mình mạnh thằng nào dám đụng với mình đâu tội gì mình liên kết với lại những cái nước khác để mà khi cần nó mình phải ra tay mình cứu giúp họ vân cho nên cái nhìn đó, đó là cái nhìn thiển cận cái nhìn mà không có xa tại vì đó mình không có cái thế liên minh đó thì làm sao mình trở thành là một cái tạo được sức mạnh cường quốc anh nam nên nhớ rằng là dưới cái thời chiến tranh lạnh đó thằng liên xô so, nó đã mạnh rồi nhưng mà nó chiếm luôn cả một cái khối Warsaw tức là cái bắc Phạt Vi đó, những nước Đông Âu như là Ba Lan, Hung Gia Lợi, Lỗ Mani, Tiệp Khắc, vân vân Cho nên nó thành một cái khối đó, nó mới kèm trên cả cái khối Tây Âu và do đó khối Tây Âu phải liên kết với lại Hoa Kỳ và nước Canada thành một cái khối NATO, một cái vững mạnh. Rồi họ đặt ra một cái nguyên tắc đó, không phải là nguyên tắc như là một cái điều khoản, tức là cái điều số 5 của NATO là các nước cam kết hứa là khi xảy ra một nước nào bị tấn công đó thì các nước khác phải uh, nhảy vào tấn công rồi bây giờ nó thêm cái như vậy nó một cái sai lầm um, nữa rất là quan trọng trước khi chúng tôi đi nói một cái danh chi tiết khi mà Donald nói một câu uh, mà nhiều người cuồng trâm tin theo như vậy và ủng hộ người ta khi mà nói rằng là tôi không có đồng ý tôi chỉ trích là có nhiều nước đó họ không có chi cái số tiền đủ cho cái mục tiêu quân sự 2% và uh, nhiều người cứ nói rằng là ồ như vậy đó là trong cái khối NATO Hoa Kỳ là cái nước mạnh nhất có cái lực lượng quân sự đó cái ngân quỹ um, cho cho quốc phòng nó cao nhất nghĩa là đến mấy trăm tỷ đô la mỗi năm trong khi những nước kia đó nhiều nước có một vài tỷ thôi vân vân cho nên họ nói rằng là tội gì mà Hoa Kỳ uh, dấn thân vô cái này là chỉ chi ra tối nhiều tiền thôi. Thật sự ra, rồi họ nói rằng là, họ biện minh cho Donald Trump, nói rằng những cái nước đó, mà Donald cũng khoe khoang là, nói rằng là Donald Trump hâm mấy nước kia, quý vị mà không bỏ tiền vào đó là, là chúng tôi sẽ không có thèm cứu giúp quý vị. Cái câu đó nó nói lên cái dốt rất là tệ hại của Donald Trump. NATO không phải là một cái khối, một cái quỹ mà mỗi nước phải bỏ tiền vô cái quỹ đó cho cái mục đích uh, uh, quân sự không hề có cái chuyện đó. NATO nó chỉ là một cái liên minh mà nó có một cái văn phòng hành tránh, cái ngân quỹ hàng năm nó nó có vài triệu đô la thôi. thì mỗi nước góp vào có số tiền đó thôi chứ không có một cái quỹ mà cả mấy trăm tỷ Mỹ kim để em sự. cái sức mạnh của NATO đó là cái sức mạnh quân sự của mỗi nước. mỗi nước nó có một cho nên cái cái thỏa hiệp của Nato cái liên minh đó họ đòi hỏi đó là mỗi nước phải vững mạnh thì mình mới đánh được. Tức là mỗi nước phải chi ra ít nhất hay là đạt được cái mục tiêu là 2% cái cái tổng sản lượng nước mình GDP đó cho cái ngân sách quốc phòng của cái nước đó chứ không phải là là cho một cái quỹ mà Hoa Kỳ đóng góp nhiều, không hề có cái chuyện đó. Cho nên cái đó là mình 30 nước trước đây hay 31 nước là mỗi nước mình phải mạnh để làm chi? Để khi mà thằng Nga hay bất cứ thằng nào nó đánh một nước NATO đó là nó phải trả cái giá đắt. Và những nước kia cũng mạnh nữa thì mới nhảy vào can thiệp được. Chứ không hề có cái việc mà bỏ vô quỷ đó mà Hoa Kỳ gánh nặng phần lớn không hề có cái chuyện đó. Hoa Kỳ bỏ vô 2% của cái GDP nước mình cho ngân sách của quốc phòng đó là để bảo vệ cho cái quyền lợi của nước Mỹ để làm cho cái quân đội của nước Mỹ nó hùng mạnh chứ không phải là để nghĩa là ra tay cứu vớt cho những cái mục tiêu gì của NATO hết không hề có cái chuyện đó tôi lấy một cái thí dụ bình rất là đơn giản rất là bình dân để mà giải thích như vậy là thưa anh Nam. chúng ta hãy thưởng, tưởng tự tưởng tượng ở bên nước Mỹ này nó có một cái neighborhood một cái khu phố nào đó đó mà nó có khoảng độ chừng là 30 cái 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 căn nhà villa trong đó họ muốn làm sao cho những cái bọn trộm cắp ở hay là bọn quấy phá nào, ở cái khu phố khác đó nó đừng có sang tấn công họ liên minh với nhau họ bảo rằng là bất cứ một cái căn nhà nào trong cái khu mình mà bị tấn công đó thì tất cả căn nhà chúng ta sẽ cùng gộp sức lại để đánh đuổi cái bọn phá rối và muốn đánh đuổi như vậy đầu tiên là mình làm gì mình phải xây cái hàng rào bao quanh cái nhà mình cho nó vững chắc mỗi căn nhà chúng ta chứ không phải là có căn nhà này đó thì dựng cái hàng tường rào bao quanh bằng xi măng bằng sắt cốt sắt còn cái hàng cái nhà bên kia có cái hào, hàng, hàng rào bằng gỗ sắp sửa mục rồi vân vân nếu mình có như vậy đó thì nó dễ cho những cái kẻ gian nó tấn công cho nên cái mục tiêu của NATO đó là hai phần trăm ngân sách ngân hai của cái GDP cái cái tổng sản lượng quốc gia nó phải dồn vào cái ngân sách quốc phòng thì cái nước nó mới mạnh về quốc phòng cho nên mới khiến là các rồi đó Trump không phải là người đầu tiên nêu lên cái điểm này năm 2014 ông tổng thống Barack Obama ông cũng nhìn thấy cái điều này khi mà đi họp đó thì ông nói với với các nước khác đó quý vị làm ơn phải chịu khó tích cực lại đẩy mạnh cái việc mà mỗi nước trong khối NATO này nó phải nâng cái cái ngân sách quốc phòng của mình lên mức 2%. Năm 2014 là Barack Obama là người đã nói cái đó đầu tiên rồi nhưng mà người ta nói một cách ngoại giao mình có một cách lịch sử. Đến năm 2017 đó Donald Trump qua nói một cách sách mé, một cách hỗn xược, một cách nghĩa là thô lỗ, nói rằng là ê mấy anh mà không chịu bỏ tiền như vậy đó là là tôi Mỹ sẽ không cứu giúp cái đó là cái ngôn ngữ của một tên nghĩa là thích học một tên không hiểu luật pháp không gì đó nói vậy đó là trường hợp của cái sai lầm của nhiều người cứ lầm cho rằng là ư ừ, đúng rồi tại sao hoa kỳ cứ tiếp tục giúp đỡ cho nato khi mà những nước khác không bỏ tiền vào trong quỹ không mỗi nước bỏ tiền vào cho cái an ninh quốc phòng của nước họ mà thôi chứ không phải có một quỹ gì hết cái thứ hai là người ta cứ tưởng rằng là Hoa Kỳ là một cái nước chi ra để bảo vệ cho NATO. Trong lịch sử từ lúc NATO thành lập chúng tôi không nhớ chính xác là năm nào mà sau đại nghị thế chiến cho đến thời điểm hiện nay đó thưa anh anh Nam. Yeah. Chưa có một cái nước nào bị tấn công mà nó đòi hỏi cả cái khối NATO và Hoa Kỳ nhảy vào để mà can thiệp. Chưa có bao giờ nha, chưa có bao giờ. Nhưng nó chỉ có một lần thôi Hoa Kỳ bị tấn công và 30 nước khác đã nhảy vào để mà chia sẻ cái gánh nặng với là Hoa Kỳ. Chỉ có ngược lại thôi. Cho nên khi mà Donald Trump nói như vậy đó là lời nói của một kẻ vô ân bạc nghĩa rất là đáng trách. Bây giờ anh Nam hỏi tôi và nhiều người hỏi nhà báo Mai Loan này trường hợp nào mà Hoa Kỳ cần sự giúp đỡ của NATO như vậy? đó là anh Nam nhớ sau khi mà xảy ra cái vụ mà 911 tấn công ở tòa nhà uh, World Trade Center với để lời thách và sau đó nó thì ông tổng thống Bush con đó quyết định trả đũa bằng cách gì tấn công vào à, Phú Afghanistan để mà đánh đuổi Taliban thì cái lúc đó đó cả cái khối NATO đó họ phải nhảy vào họ can thiệp với lời cái khối với lại hoa kỳ trong cái chiến trường afghanistan những cái nước như là ba lan những cái nước này nọ kia đó họ gửi nghĩa là cả uh, trung đoàn cả sư đoàn vân vân hay là đổ, họ, họ gửi tiền họ chiến cụ tham dự họ cũng có lính của họ chết tại chiến trường afghanistan để làm chi để mà giúp cho hoa kỳ để bảo vệ chung lưng đấu kịch với hoa kỳ cho nên trong một chừng mực nào đó chính phủ Hoa Kỳ, quân lực Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ nợ tất cả những nước trong NATO trong cái chiến dịch mà mang quân sang bên Afghanistan để giúp cho Hoa Kỳ có thể đứng vững chứ không phải chỉ có lính Hoa Kỳ không. Trong lịch sử NATO thành lập chỉ có một lần duy nhất thôi là Hoa Kỳ nợ các nước NATO như vậy mà giờ đây Donald Trump nói câu đó đúng là cái câu mà vô in bạc nghĩa nó đáng lên án là vì như vậy xin uh, trở lại với anh Nam không biết là anh Nam có những cái um, cái nhận định nào uh, liên quan đến cái cái thái độ và cái lời lẽ của Donald Trump nó hoàn toàn nó sai lạc và chưa kể đó là nó là cái lời lẽ rất là đáng trách rất là đáng lên án trong cái vụ này tôi tôi nghĩ đơn giản tôi trong đời sống này dân tộc Việt Nam có một câu rất là hay bên ít đi qua rồi bên quy đi lại cái đó thì đương nhiên không ai cho không ai điều gì hết vì Mỹ giúp châu để giải phóng Đức Quốc xã phát xít trong địa vị thế chiến cho nên cái ân tình đó châu nhớ và khi mà Mỹ đánh Afghanistan vì đi do Bush con cho rằng Afghanistan là trùm cho bị tổ chức tấn công một tòa nhà tháp đôi của Mỹ ở New York đó, thì khi Mỹ tham chiến thì châu Âu ủng hộ mặc dầu nhiều nước châu Âu lúc đó còn còn dè dặt còn cân nhắc nhưng mà vì họ nợ nước Mỹ một món nợ họ phải trả một món nợ đó do vậy trên đời mà anh giúp tôi hôm nay tôi giúp anh ngày mai nhưng mà tôi có hơi khác biệt với Mai Loan chút xíu ông Trump thừa biết điều đó tại sao ông Trump vẫn nói Ông Trump nói những câu mà nhiều người ra đằng ngốc Anh, anh Mai Loan cũng vừa rồi ra đằng ngốc đó. Là cái nhìn bên ngoài là ngốc Nhưng trên bên trong tôi cho ông Trump cực khôn Cái ván bài của trước hiện nay là gì Là phải thắng ông Biden Trong cuộc bầu cử lần thứ hai Muốn lấy lòng dân Mỹ Muốn lấy lòng Người Mỹ da da rắn Vì cái điều đó Mà Donald Trump có những tuyên bố hoàn toàn mang tính chất của bầu cử mà chấp nhận đối đồng thiểu số để lấy phiếu đa số chàng cho ví dụ trước đây gì ông ấy đòi trục xuất những người các nước khác vào hoa kỳ trong chính sách make america great again đó quay lưng về các thế giới còn lại tập trung vào vào hoa kỳ thôi cái đó nó làm những người da trắng thượng đẳng đó sướng rêm người và gia đáng thường thường đảng là gì thì chiếm khoảng trên 60 mươi phần trăm dân số trên toàn nước mỹ chỉ cần số gia đáng thường đảng đó thì ông trump đủ làm tổng thống rồi chỉ cần gia số gia đáng thường đảng đó ông trump mới có một lực lượng trung thành như hiện nay là họ bất chấp những cái họ không đọc báo họ họ không họ bất chấp những đời nội xấu ông trump bất chấp những phê phán ông trump họ vẫn cuồng trump đi theo trump bởi vì họ nghe sướng tai những điều ông trump nói bây ông trump nói cái gì Bỏ rơi châu âu những người da rắn thương nặng sướng lắm bởi vì sao gánh nặng làm chi để dồn lại sức để lo cho nước mỹ một bộ nước mỹ chỉ có người da rắn. cho nên họ chọn lọc những điều ông Trump nói cho dù đó cái uy tín nước mỹ bị phá sản trên thế giới họ ông kia họ chỉ cái đời sống của túi tiền ở tại, tại, tại mỹ Những người ích kỷ người ai quốc cực đoan đó thì ông trump ông nỗ lực làm vui lòng những giống đó để ông lấy phiếu xa thắng biden cho nên tôi không nghĩ như anh cái phân tích của chúng tôi giống nhau cái gì nhận tôi về mai đoan giống nhau nhưng cái cái mục tiêu của ông, ông Trump làm ông thưa biết bị ra là, là bậy không phải là ông ngu ông thưa à, cái chất rất, cũ. rất là rất là đồng ý với cái nhận định của ừ. ông, anh Nam đó là ông Trump đưa ra những lời lẽ như vậy đó là cái để điểm. lấy lòng cái cái khối cử tri mà da trắng thượng đẳng cái dối cử tri đó nhưng mà cái cái đó là cái khối cử tri ra của... Tôi biết cho ngài tôi xin lỗi mà trong khi ông, ông Biden ông Obama bà Hillary Clinton uh, um, ông, ông ông Clinton đi rao giảng ủng hộ Trump bởi vì một chữ là hai chữ rồi, democracy và freedom đồng ý cái đó về mặt căn bản luận của nó là đối nghịch với cách làm việc của ông Trump đối nghịch cách sống của ông Trump đối nghịch cách, cách, cách điều hành quốc gia của ông Trump ông Trump làm tiêu diệt một thời dân chủ Mỹ. Nhưng mà cái của Obama đưa ra, cái của ông Clinton đưa ra, cái của ông Biden đưa ra, nó lại thiếu cái sự hấp dẫn đối với thành phần người Mỹ gia đắng. Chiếm 60% dân số Hoa Kỳ. Tại bởi vì ông Trump chỉ cần 60% đó, bây giờ ông kêu xin lỗi, anh mấy 60% nó, 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 nó đánh giấm cái bóp. Hôi thúi rồi mà ông Trump nói có gì đâu hôi thúi. Cái đó là ừ. natural mà à, à. thưa với anh nam như vậy là um, có thể là chúng ta tạm đồng ý đó là cái số dân da trắng tại nước mỹ ngày hôm nay nó chiếm tổng số là khoảng là sáu mươi đi nhưng mà không có nghĩa là 60%, tức là không không có nghĩa là tất cả những thành phần dân da trắng đó đều có một cái nhìn thiển cận như vậy hết thưa với anh Nam. Là tại vì đó, là cái khi mà chúng ta nghĩ rằng là cái nhìn về vấn đề mà gọi là America First tức là chúng ta quay lưng đi chúng ta không có liên lạc với nước ngoài chúng ta không tôi đồng ý Mai Milo hoàn toàn thì là là nó có nhiều cái 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 danh người ta hiểu biết lắm chung hội dân gia tôi nghĩ Mai Milo thì... nói tôi đồng ý hoàn toàn yeah. theo thống kê cho biết á là người Mỹ cái việc calculation đó, việc tính toán số dân Mỹ là về mặt number mặt số liệu đó, thì 60% nhưng không phải tất cả 60% nó đều đều là ma, ma, ma ma ga chúng ta thấy vừa rồi tại hạ viện đó, họ tính sổ ra chỉ có 60 người là dân biểu ma, 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 ma ga rồi như vậy hai mấy mấy trăm dân biểu của hạ viện hai trăm mấy chục dân biểu hạ viện và có 60 ma ga ồn ào to mồm nhưng mà tính lại đếm lại từng người, 60 người ta, là sáu mươi ta sáu mươi người thôi thì rõ ra sáu mươi người họ kết liệt ủng hộ ông trump nhưng mà không phải mọi người dân cử cộng hòa dân biểu cộng hòa hạ viện thì bên ông trump anh thấy không do vậy cái số dân chúng mà cộng hòa ủng hộ ông trump da trắng cộng hòa ủng hộ ông trump không phải nói ra như vậy ông ủng hộ thời chịu ủng hộ khoảng năm mươi không tới năm mươi nhân nhân khi mà mình nói đến cái chuyện này đó thưa anh Nam cho phép chúng ta mở rộng cái cái cái, cái, cái chủ đề này ra để mà giúp cho mọi người có một cái nhìn sáng suốt hơn về cái quan niệm đó là cho rằng có nhiều người cho đến giờ này vẫn lầm lầm tưởng rằng là Hoa Kỳ với cái chính sách mình gọi là uh, mình gọi là cái gì uh, uh, anh uh, lính uh, anh 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 lính uh, 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 cảnh sát cho cho thế giới, tức là tại sao Hoa Kỳ phải chia nhau lực lượng quân sự khắp nơi trên thế giới chỗ nào cũng có hết để giữ an ninh toàn cầu tốn kém như vậy hết. Thầy và và những người mà uh, Mỹ Mỹ trắng mà uh, nhất là cái thành phần thiếu hiểu biết tôi phải nhấn mạnh thiếu hiểu biết đó. Họ cứ nói rằng là những cái chính sách viện trợ như vậy nó rất là tốn kém lắm. Đừng có chi tiền nó ra tại sao trong nước Mỹ nó còn nhiều người dân nghèo, người dân hưởng Medicare, Medicaid này nọ kia tại sao không dùng tiền nó đi. Nhưng mà thật sự ra khi mình mình phân tích ra đó mình sẽ thấy là những cái khoản tiền mà Hoa Kỳ đã chi ra khắp nơi trên thế giới đó nó đem lại cái nguồn lợi to lớn hơn nhiều cho nước Mỹ trong lâu dài. Cho nên cái quan niệm rằng là mình chỉ cần thu về mình mình thu về mình bảo vệ cho quyền lợi an ninh trong cái vòng đai của nước Mỹ không nó là một cái 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 nhìn rất ư là uh, 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 chật hẹp, rất ư là thiển cận. Trong lịch sử ngày xưa rồi thưa anh Nam lịch sử mà uh, các đời vua chúa chẳng hạn như đời lịch uh, sử của nước Tàu là cái cái lịch sử mà chúng ta thấy đó. Một cái 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 đế quốc, một cái ông hoàng đế là lên ngôi đó muốn bảo vệ cái 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 quyền hành của mình mạnh đó không phải là họ chỉ bảo vệ ở cái thủ đô không phải họ phải đưa quân ra những cái vùng biên giới cái nói để nói đơn giản và trực tiếp hơn là như thế này thì may đoan. Uh -huh. anh thấy trai của chiến tranh Ukraine này, là Mỹ bỏ ra đó hàng trăm tỷ Mỹ kim đúng không viện trợ không hoàn lại vũ khí không trợ bán vũ khí không trả tiền bỏ vô cả trăm tỷ mỹ kim và khi mà mỹ cho ukraine xài vũ khí tối tân đó, thì các nước khác phải nhìn sự trên địch giữa vũ khí ukraine là một nước nhỏ không mạnh quân sự nhưng mà nhờ vũ khí mỹ ukraine giúp nga không không ra khỏi đất nước của mình đúng không đánh bại nga thì bây giờ trên thế giới gây ra việt nam đó, xem Việt Nam cũng mua vũ khí của Nga trước đây là mua vũ khí Nga không à bây giờ vũ Việt Nam đó là có còn mua khí Nga nữa không rất hạn chế các nước mua khí Nga Trung Quốc không rất hạn chế mà mua khí Mỹ thì anh Mỹ anh lấy lại thực sự cái đầu tư 100 tỷ Mỹ Kim vào Ukraine đó, là để một thứ tiền quảng cáo để quảng bá cái vũ khí của Hoa Kỳ và bây giờ nó lời đến mức độ là những quốc gia và order mà vũ khí của Mỹ đó, chờ nó một năm rồi vì order nó trồng chất Nó sản xuất không kịp Thì Mỹ thu vô cái đó là bao, bao, bao nhiêu Do Mỹ vậy đó Cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy Cái chuyện mà anh Mỹ làm tại Ukraine Thì nó có cái lợi Là bán vũ khí rất là trầm, trầm trọng Mà bây giờ nếu như mà Các nước châu Âu Nó trả nào là Mỹ đóng quân ở đó Nó cũng phải trả tiền Mỹ bán vũ khí nó Nó cũng trả tiền Tại sao cái đó mà mình không tính bằng cái cái giá thành cho nên ông cho mong tính một cách thiện cần chỉ nhìn thấy một cái chi phí để các nước không đủ trả 2% GDP thì anh gây khó dễ nhưng mà nó còn trả thứ các vũ khí bây giờ thấy máy bay f16 à, trong kho cả rất là nhiều bây giờ mà, mà châu nó mua thì anh anh kẹt thì châu Âu nó, nó mua rất là nhiều tại sao nó không nhìn thấy ông Trung là chỉ có con cái là tính toán ngắn lắm nó 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 là có một cái 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 nhìn uh, rất là thiện cận và cho phép chúng tôi uh, khai triển tiếp lại cái vấn đề đó khi mà hồi nãy chúng cái từ ngữ mà anh Nam có có lẽ nghe quen cái thời trước đây phía bên cộng sản khi mà họ họ về vấn đề tuyên truyền đó họ hay chỉ trích nước Mỹ là đế quốc đế quốc Mỹ là một thứ hai đó họ dùng cái chữ đó là Quân đội Mỹ đó là Sen đầm quốc tế, Sen đầm tức là săn đạc mà đó, tức là tiếng 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 Tây mà nó lai ra đó là cảnh sát quốc tế. Thật sự ra Hoa Kỳ đó có một cái lực lượng hải quân mà trải rộng trên toàn cầu là sao? Mình giữ cái an ninh trên tất cả các đường thủy lộ trên trên thế giới để cho không có cái bọn cướp biển, không có những cái nước nào mà nó chơi luật rừng này kia nó gây ra cái bất an trên cái đường thủy lộ đó thì là cái cái việc mà giao thương để mà buôn bán đó, giao thương về dầu thô đến các nước khác để sản xuất giao thương buôn bán đó, nó sẽ bị trở ngại ngay lập tức và khi nó trở ngại như vậy đó thì cái kinh tế trên thế giới đó nó sẽ không có được thăng tiến một cách tốt đẹp cho nên khi mà hoa kỳ chi ra cái số tiền như vậy để bảo đảm có được an ninh đó, thì cái cái việc mà giao thương quốc tế cái việc kinh tế trên thế giới nó được phát triển mạnh mà nó phát triển mạnh thì cuối cùng là sao Hoa Kỳ là cái nước được hưởng lợi nhiều nhất do bởi cái nền kinh tế nó tăng trưởng cái mức tiêu thụ trên thế giới nó tăng trưởng cho nên người ta không nhìn thấy cho nên mình phải cần có một cái căn bản về 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 kiến thức đó mình mới thấy nhìn đường xa như vậy cho nên từ lâu rồi ngày xưa đó đứng về mặt kinh tế đó người ta hay chủ trương vấn đề bảo hộ tức là mình bán trong nước thôi mình không cho những nước khác nó nhập cản vào vân vân đến bảo vệ nhưng mà cái đó là cái nhìn rất là nông cạn rất là 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 là, là nhỏ hẹp cho nên ngay từ thời uh, chúng tôi không nhớ là thế kỷ 16 hay gì đó, ông Adam Smith đó, là ông đưa ra cái 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 vấn đề về kinh tế đó, thứ nhất là mình muốn là kinh tế phát triển đó, mình phải nên chuyên môn về một cái lĩnh vực nào để mình trở thành là mình mình giỏi về cái đó mình không có sợ vì ấy. Thứ hai là mình phải mở rộng ra cái cái biên cương ra, mình đừng có bo bo mình giữ trong cái nước mình hay trong cái làng mình chỉ để sản xuất cái đó đây nếu như cái làng bên kia mà nó cùng sản xuất cái, cái 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 hàng hóa đó mà với giá rẻ hơn thì tại sao mình không mua đó và mình chỉ sản xuất cái nằm có lợi thôi thì vấn đề về sau này người ta áp dụng trên chiến trường trên trên cái việc mà giao thương quốc tế đó nó đi đến cái việc là toàn cầu hóa là như vậy toàn cầu hóa đó là mình mở rộng ra để được cuối cùng tất cả các nước khác đều cùng hưởng lợi chứ còn cái vấn đề mà chỉ bo bo trong cái vòng đai của mình gọi là những chính sách là bảo hộ protectionist đó, đặt tăng thuế của những nước khác mà nhập, mà nhập cảnh vào đó rồi nó dẫn đến cái gì nó dẫn đến là nó làm cho cái cái hiệu năng, cái productivity, cái năng suất của trong nước mình nó không hay được và những nước kia họ phải trả đũa nữa cho nên cái vòng mà gọi là trả đũa lẫn nhau đó, cuối cùng nó quay lại nó quật ngược tất cả các nước trong khối đều bị thiệt hại đó là cái 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 mà một số điều mà chúng tôi muốn chia sẻ nhân khi mà nói chuyện với lại uh, cái lời nhận định của Trump uh, có những cái, cái 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 bình phẩm cho rằng uh, là Donald Trump không có ngần ngại hay muốn nói rằng là sẵn sàng bán đứng các đồng minh của uh, NATO của mình cho phía Nga thì một lần nữa trở lại cái câu nói anh uh, Nam thì có thể nói là Donald Trump biết rõ chuyện này chứ không nhưng muốn có thì uh, thì một cái nhận định của cái ông tướng uh, uh, trung tướng uh, Lục Quân Hoa Kỳ ông Ben Hodz nói đúng đó là trump là con người của mafia con người của mafia đó là bất cần cho nên trong một chừng mực nào đó người ta thấy chính cái điểm này là cái điểm thu hút những cái đám cử tri mà cuồng trump là họ, họ, họ mường tượng ra nó ư đúng rồi phải có một người lãnh tụ nghĩa là táo bạo như vậy dám manh dám nói dám tung hê tất cả như vậy đó. cho nên thế giới này người ta mới nể sợ hơn vân thì đúng là đôi khi đó người ta sẽ nảy sợ một cái lãnh tụ như Donald Trump nhất là người đó là nguyên thủ của, của đệ nhất siêu cường đó, thì ông có những cái quyết định mà gọi là là, là không ai tin đoán được hết. thì là người ta phải sợ nhưng mà đứng về mặt đường dài đó đó là những cái quyết định nó không có chín chắn nó thiếu khôn ngoan và nó có hại về đường dài cho Hoa Kỳ cũng như là cho cả cộng đồng thế giới xin trở lại với anh Nam trước khi chúng ta chuyển sang một cái đề tài khác thôi anh bây giờ mình mình coi nè do, vậy cái việc và nhiều lúc á rồi có những lúc mình nghĩ trong phải phát triển ngu ngốc như vậy Đưa tôi không phải bây giờ chúng tôi suy nghĩ kỹ lại nữa thì người ta rất là khôn ma lanh nữa một cái ma lanh cho ví dụ ma nữa. lanh thì có <laughs> ma ma lanh là số một cái buôn buôn lần buôn gian bán lận thì trong này số một yeah. ví dụ này yeah. anh biết đa số người mỹ là theo vấn đề thiên chúa giáo và tin lành giáo anh muốn cho lấy lòng dám đa đá số anh anh là con của thượng đế <laughs> đúng không mà ai cũng biết thằng ăn chơi mà tòa xử chơi gái mà trả, mà, mà, mà 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 mà, xài tiền bậy bà hết đó yeah. bây giờ ngày 23 này ra tòa tháng 3 ra ra, ra, ra tòa hôm năm hôm năm hôm năm ra tòa thì <laughs> con thượng đế nào mà đi chơi gái bậy bạ như vậy <laughs> con thượng đế nào tùm lum vợ như vậy con thượng đế nào mà anh lường gạt công nhân ở trong cái trong university lường gạt sinh viên lấy tiền vậy con thượng đế nào mà người mẹ lao động không có giấy tờ anh thuê vô làm làm không trả tiền lương con có thượng đế nào mà tùm lum tà lao bày bạ bà như vậy cho anh Trump, anh nói một cách mà không biết xấu hổ cái do do, do vậy và khi đó, anh, anh có một anh cái đón. anh xin lỗi anh không chưa hết gì anh cho là khi anh đi với một vị tướng nào đó anh chạy ra cầm kinh thánh ra đi ra khoe lên kinh thánh để lộn đầu <laughs> thì là anh này anh rất là tâm lý anh chỉ muốn lấy được cái sự mà tôn sùng ảnh của những người cuồng tín tôn giáo lấy từ tôn sùng ảnh từ thầy cái thầy phần mà bảo vệ như là mamaga cuồng cuồng tín là bởi vì nó ông trump là người yêu nước lo nước mỹ trên hết nhưng cái được thì có được chúng mới không Nhưng cái được một mất tới 10 anh không mà dân chúng cũng thấy điều đó anh anh Nam có biết một cái phát biểu mới nhất của ông Trump mà dĩ nhiên nó cũng gây ra cái phản ứng có những người sẽ ủng, ủng hộ tung hô tìm đủ các biện minh nhưng mà nhiều người sẽ rất là lên án anh biết cái, cái cái phát biểu mới nhất của ông Trump mà một cái sự kiện mà nó gây nổi bật như thế nào không thưa anh Nam anh muốn nói phát biểu truyền phát đó hả không phải cái đó thì nó nhiều lắm nhưng mà anh Nam biết đó là cái ngày thứ tư vừa qua có một cái vụ mà nổ súng thảm sát tại Kansas City rất là là một cái chuyện đáng buồn tức là khi mà nó xảy ra cái vụ mà parade tức là cái diễn hành tại downtown của Kansas City nó thu hút khoảng một triệu người đổ về để mà ăn mừng cái chiến thắng của cái đội Kansas City khi mà thắng Super Bowl và đây là cái chiến thắng rất là vẻ vang tại vì coi như là cách gần như là hai chục năm rồi mới có một cái đội banh liên tiếp giữa cái cúp này hai năm tức là năm ngoái vô địch năm nay vẫn vô địch trận đấu nó chiếu hình như là trên đài cbs nó, nó là số thu hút lớn nhất từ trước nay một trăm ba mươi mấy triệu người xem hỏi mừng rất là vui nhưng mà đến cuối đây đó thì như chúng tôi nói khoảng một triệu người đổ về trong đó có rất nhiều cái viên chức nhưng mà lúc cuối đó thì nó có một cái vụ nổ súng nó gây tán loạn mọi người chạy này kia một người chết khoảng này như hai mươi người hai người bị thương trong đó có khoảng là tám chín trẻ em khi mà nó nổ ra như vậy cho đến giờ thì cảnh sát vẫn chưa uh, chưa có biết chính xác ai là hung thủ hoặc bắt giữ ba người nhưng mà chưa có nói tên cũng như chưa tìm ra cái nguyên do nào xảy ra cái vụ này uh, rồi uh, cho nên nó là đang là một cái chuyện vui nó trở thành là một cái chuyện buồn mà anh nam biết đó khi mà nó nổ ra như vậy đó là mọi người tán loạn mà mà trong đó có ai có cái ông thị trưởng của thành phố kansas city có vợ chồng của ông thống đốc của tiểu bang missouri lúc đó đó họ cũng giống như những người dân bình thường á họ lo chạy nháo nhào nằm xuống đất họ chạy trốn họ sợ cái mạng sống của họ thì những người nào phải trải qua cái tình cảnh mà đang nổ súng rồi mình mới biết cái sự lo sợ và mình mới biết cái nguy cái nguy hiểm của cái việc mà sở hữu súng ống một cách gọi là loạn xạ như vậy thì một số các viên chức như là ông thị trưởng của thành phố Kansas City đó ông nói rằng là trước đây tôi đã cùng với nhiều thị trưởng khác yêu cầu là nước Mỹ cần phải có ra những cái đạo luật kiểm soát nghiêm ngặt hơn cái việc mà sở hữu súng đạn một cách quá bừa bãi, quá tự do như vậy. Thì những người khác thì lên tiếng nói rằng là Ồ, chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân bị thế này đó. Nhưng mà chỉ có một mình Donald Trump là người nhanh chóng lên tiếng nhất nói cái gì anh Nam biết không? Anh nói rằng là tôi mà đắc cử tổng thống trở lại đó, tôi sẽ cương quyết bảo vệ cho tới cùng cái tu chính án số 2. Tu chính án số 2 là gì? Cái tu chính án nó nói rằng là mọi người dân tại nước Mỹ cũng như là các đội dân quân nó có toàn quyền sở hữu súng ống mà chính phủ không có được quyền ngăn cản. Tức là cái mục đích của cái tu chính án như người biện ra nó nói rằng là đừng có kiểm soát súng ống nữa. Phải để cho người dân sử dụng súng đạn cái tự do mà cái cương quyết thì cái lời nói đó đưa ra vào cái thời điểm mà ngay sau khi xảy ra cuộc nổ súng thảm sát tại Kansas City đó, anh Nam có cho rằng đó, đã, đã đành rằng cái lời nói đó là cái lời nói để lấy phiếu của những người ủng hộ tu chiến án số 2, để lấy phiếu, để lấy cái sự ủng hộ của cái tổ chức NRA, cái tổ chức Hiệp hội Súng Trường Quốc gia là cái, cái tổ chức mà lobby mạnh nhất mà cổ võ cho cái chủ trương là bảo cho người dân được quyền tự do mua súng lắm nhưng cái lời nhận định của Donald Trump đó đó trong cái bối cảnh như vậy nó có là một cái lời nói khôn ngoan của một người muốn làm tổng thống hay không nó là một cái lời nói rất là thiếu suy nghĩ hãy để cho Donald Trump đứng trong vai trò của cái ông thị trưởng Kansas City của ông bà uh, thống đốc của Missouri ngày hôm đó đó nghe nằm xuống trốn chui trốn nhủi dĩ nhiên Donald Trump hay là một vị tổng thống nào mà có cái sự bảo vệ của cơ quan FBI thì họ đã được bảo vệ từ lâu rồi nhưng mà giống như những người dân thường khác khi thấy ra nổ, nổ súng mà chẳng hạn như con cháu mình nằm trong số những nạn nhân bị thảm sát đó mình có còn huynh hoang hay không để mà nói cái việc mà cương quyết bảo vệ tu chiến án số 2 cho đến cùng như vậy cho nên một lần nữa tôi rằng tôi, tôi cho rằng cái lời nói đó cho dù là để nó muốn mua chuộc những thành phần cử tri cuồng tín cuồng trung như vậy đó, nó là một lời uh, lời nói không có hề khôn ngoan chút nào nó không có hề trưởng thành chút nào nếu không muốn nói một cách đơn giản hơn là một lời nói hết sức là ngu xuẩn của một người coi như là đã từng là tổng thống của Hoa Kỳ xin trở lại với anh nàng <laughs> rồi mình ta, ta nói đề tài này tương đối đủ rồi chạy cho đề tài thứ hai thưa anh rồi bây giờ chúng ta chuyển sang một cái đề tài thứ hai cũng là một cái đề tài mà nó được chú ý nhiều đó là trong cái ngày thứ ba vừa qua đó nó có một cái cuộc bầu cử đặc biệt tại một cái đơn vị số ba ở New York à, mà cuối cùng thì phe dân chủ họ giành uh, chiến thắng được. Tại sao nó chỉ là một cái cuộc bầu cử đặc biệt để bầu cho một cái chức một dân biểu liên bang thôi và để điền khuyết cho cái chỗ này là chỗ của cái anh chàng George Santos anh Nam biết rồi George Santos là một nhân vật mới xuất hiện thôi nhưng mà có cái thành tích được coi như là nối dối gian manh đó, còn nghĩa là bậc thầy của Donald Trump nữa và cuối cùng thì George Santos cũng bị hạ viện do phe cộng hòa nắm đa số đó bỏ phiếu trục xuất hắn ta ra đây là một cái trường hợp hiếm khi nào xảy ra như vậy cho dù là George Santos chưa hề bị truy tố về hình sự nhưng mà cái cái giành dỗi cái phạm pháp của Johnson tốt rất là đẹp. Thì bây giờ cái chiến thắng ở cái đơn vị này đó, cái đơn vị số 3 ở New York nó bao gồm hai cái uh, uh, quận Long Island và Queens vân vân. Thì tại sao nó được nhấn mạnh là quan trọng? Là tại vì đó anh Nam biết để New York nó giống như là tiểu bang California được coi là một cái tiểu bang màu xanh, tức là có đa số cử tri bên dân chủ nhưng mà do một cái sự mà gọi là không đồng tình trong nội bộ của đảng uh, dân chủ tại New York cho nên nó xảy ra trong cái cuộc bầu cử năm 2020 đó cái bản đồ vẽ lại những cái đơn vị bầu cử đó nó không có thuận lợi cho nên nó khiến cho ở New York đó, họ mất đi là năm hay sáu cái ghế đáng lý ra thuộc về phe dân chủ nhưng mà họ mất về phía bên uh, uh, cộng hòa và nó cũng góp phần làm cho phe Cộng hòa giành được cái đa số trong cái uh, hạ viện hiện nay. Thì trong những cái ghế đó có cái ghế của George Santos. Và phe Dân Chủ đó họ hy vọng rằng là trong kỳ bầu cử năm 2024 với cái việc mà vẽ lại cái lành ranh đó họ sẽ giành lại những cái, lại những cái là... chiếc ghế này. Đảo trong đảo. đó có cái chiếc ghế đơn vị số 3 của George Santos. Mà trong ngày thứ ba vừa qua đó thì cái ông uh, uh, dân biểu Tom Suezy đó trước đây ông là dân biểu ở đây rồi năm 2022 ông ra ứng cử thống đốc ở New York ông thua cho nên cái ghế đó nó bị rơi vào tay của Santos thì lần này ông đã giành lại được cái đó nhưng mà tại sao nó mang cái mức tính độ quan trọng anh biết không tại vì tuy là tiểu bang New York đó, nó thuộc về phe uh, dân chủ rất nhiều nhưng mà nó có những cái đơn vị ở vùng ngoại ô đó nó trở thành là swing district tức là nó ngang ngửa khít khao lắm nó nó có thể nó ngã bên này ngã bên kia cái đơn vị này đó thì trước đây đó là ông Joe Biden ông thắng uh, trong cuộc bầu cử năm 2020 nhưng mà đến năm 2022 thì cử tri tại đây đã đi bỏ phiếu cho bên cộng hòa cho nên nó trở thành ngang ngửa không thể nào mà dễ dàng mà phe Dân chủ lấy lại được và lần này đó thì phe Dân chủ họ khai thác cái vấn đề di dân họ di dân và cái di dân là sao là anh nam biết là trong cả một năm qua đó ông thống đốc uh, uh, greg Abbott ở texas ông thống đốc uh, ron DeSantis ở florida ông hai ông này chơi cái trò rất là khốn nạn trên cái cái thân xác của người di dân lậu bằng cách nào họ đón những người di dân lậu xuống biên giới đó chưa biết ít giáp gì đó. Họ dụ dỗ và nói là ờ à, muốn có chỗ làm không muốn có chỗ trú ẩn không lên trên xe buýt chúng tôi chở đi đến chỗ này người dân nó đâu biết gì lên nghe là họ chở đi cả ngàn cây số họ đến Chicago họ đến New York họ vứt những cái người di dân nó xuống cho nên chính quyền tại New York và những cái thành phố lân cận phải e cổ ra để mà giúp đỡ tại vì cái lý do nhân đạo mà mình không thể nào bỏ họ bơ vơ cho nên cuối cùng nó tạo một cái gánh nặng cho nên trong đầu óc của người dân tại địa phương nó, họ cũng bực mình cái khối di dân lậu này và họ cũng lên tiếng chỉ trích hay kêu gọi chính quyền Biden phải có giải pháp nào phải đóng cửa biên giới vân bình, bình cho nên phe cộng hòa họ nghĩ rằng là cái chủ đề về di dân nó sẽ là cái chủ đề thành công nhưng mà không có ngờ là cái ông Tom Suzy này đó ông đã biến lại ông thay đổi lại. ông nói rằng tôi cũng ủng hộ cho cái việc mà mà gọi là là, là, là đóng cửa biên giới phải tăng cường vân vân nhưng mà đây là một cái vấn đề đó cần phải giải quyết tận gốc rễ chứ tôi không phải là lên tiếng ủng hộ cho cái giới di dân lậu giới nhà nghèo vân vân như là cái lập trường mà cố hữu của bên đảng dân chủ có nhiều người hay đưa ra những luận điệu như vậy thứ hai nữa anh nam biết đó, cái sự kiện thời sự nổi bật nhất là phe các nghị sĩ cộng hòa và chính quyền biden họ thỏa hiệp để thông qua một cái dự luật viện trợ cho ukraine viện trợ cho israel và Uh, bỏ tiền ra để làm cái uh, coi như là, là giải quyết vấn đề biên giới nhưng mà Donald Trump đó và đã ra lệnh cho phe cộng hòa Maga đó là phải dẹp cái này tại vì sao nếu như cái dự luật này được bỏ phiếu thông qua cho dù là nó có nhiều cái điều có lợi cho phe cộng hòa trong đường dài nhưng mà phe của chính quyền Biden nó cũng coi như là một cái thành quả và như vậy đó thì phía bên Donald Trump không còn cái cái gì để mà tấn công để dùng làm cái chiêu bài vận động tranh cử năm nay. Khi mà tranh cử năm 2024, anh Nam nhìn thấy rồi về vấn đề kinh tế đó, còn còn lấy cái gì để mà chỉ trích chính quyền Biden đây? Bất cả, tất cả những chỉ số kinh tế, công ngăn việc làm rất là tốt đẹp, lạm phát đã được giảm bớt, nó rất là tốt đẹp như vậy, mà GDP tăng một cái 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 rất là là là, là, là gọi như là tuyệt diệu, không thể nào chống đối được, không thể nào tấn công được chính quyền Biden và phe dân chủ về vấn đề mà gọi là quyền tự do phá thai của người phụ nữ đó thì đúng đến đâu ở đâu mà có bầu cử đó là phe cộng hòa sẽ thất bại trên cái hồ sơ mà gọi là cấm phá thai phụ nữ rồi còn cái đề tài nào nữa không còn cái đề tài nào khác hết đó về vấn đề mà gọi là ngoại giao trên trường quốc tế đó cũng không thể là tấn công chính quyền Biden thành quả tốt đẹp cho nên dưới mắt nhìn của phe cộng hòa và Donald Trump họ chỉ còn lấy cái hình ảnh là cái làn sóng ồ ạt của những di dân lậu họ đổ vào miền Nam nước Mỹ trong mấy tháng vừa qua. Thật sự ra cái cái làn sóng nó đã có từ nhiều năm rồi chứ không phải mới đây đâu. Họ lấy cái đó đó để mà họ đổ tội, họ chụp mũ rằng là chính phủ, chính quyền Joe Biden mở toàn cửa biên giới cho cái đám vào. Cho nên là Donald Trump lấy cái chiêu bài đó, phe Cộng Hòa họ lấy cái chiêu bài đó, họ mong rằng là họ tấn công vào cái cuộc bầu, bầu cử năm nay để mà họ lấy lòng như anh nam nói là lấy lòng cái khối dân da trắng bảo thủ cực hữu có cái tinh thần gọi là bài ngoại kỳ thị cái dân đó, thì số bỏ phiếu họ mong là như vậy thôi cho nên donald trump ra lệnh cho mike johnson và cái đám cộng hòa maga hà viện là đừng có bỏ phiếu cho dù là trên thượng viện đó, rất nhiều nghị sĩ bảo thủ đó họ đã bỏ công ra họ thương thuyết với là chính quyền biden trong 4 tháng trời để mà ra cái dự luật đó họ đòi, họ giành được những cái nhượng bộ mà chính quyền Biden đã nhượng bộ đó nhưng mà cuối cùng không đạt được. Cho nên ở cái điểm đó đó ông Tom Suzy ở cái đơn vị tại New York ông đã khai thác góc cạnh này nó thế là thấy chưa? Chính Đảng Cộng hòa hiện nay ở Hạ viện đó là không muốn giải quyết vấn đề an ninh biên giới chứ không phải là đảng dân chủ. Tôi cũng như là ông Joe Biden đó, sẵn sàng đưa ra những cái đạo luật mới về biên giới siết chặt cái vấn đề an ninh tại đây cho nên cái chủ đề về an ninh biên giới về di dân nó không còn là cái đề tài ăn khách. Đó là chưa kể ở cái nhiều cái góc cạnh khác nữa, cũng trong ngày thứ ba vừa qua đó cũng có một cái cuộc bầu cử cho một cái chức vụ dân biểu tiểu bang ở tiểu bang Pennsylvania ở ngoài ô của thành phố Philadelphia ở một cái nơi nó gọi là Bucks County. Thì tại sao đây nó quan trọng? Là tại vì cái quốc hội tiểu bang uh, Pennsylvania đó hiện nay là phe dân chủ đó họ chiếm cái đa số rất là mong manh 101 người phía bên đảng Cộng Hòa 100 người bây giờ có thêm cái ghế này thì là phe dân chủ họ tiếp tục họ bảo vệ cái đa số 102 trên 100 còn nếu như cái ghế này bị thua đó thì là hai bên hòa cái 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 hạ viện là đồng đều với nhau khó mà giải quyết rồi ở cái đơn vị Bucks County là cái vùng ngoài ô của Philadelphia đó thưa với anh Nam nơi đây đó là năm 2020 ông Joe Biden ông thắng cử trên ông Donald Trump khoảng 9 điểm tức là 9% nhưng mà trong cái kỳ bầu cử vừa mới xảy ra tối thứ ba vừa qua đó cái ông ứng cử viên đảng của dân chủ ông Propochek Ông thắng cái đối thủ phe Cộng Hòa đến 34 điểm. Cái điều này nó nói như thế nào? Nó nói rằng để cử tri tại Bucks County ở ngoài ô uh, Philadelphia đó, nó càng ngày, nó càng tẩy chay cái gọi là Cộng Hòa MAGA. Và cái điều này đó là một cái hứa hẹn rất lớn cho phe Dân Chủ, cho cái viễn ảnh bầu cử năm 2024. Bởi vì sao? trên toàn đồng ý là chúng ta biết bầu cử trên nước Mỹ đó là 50 tiểu bang nhưng mà cái kết quả bầu cử tổng thống đó, nó chỉ xảy ra dựa trên cái kết quả của khoảng từ 7 đến 10 cái tiểu bang ngang ngửa mà thôi. Ở những cái tiểu bang ngang ngửa đó là ở những cái đơn vị vùng ngoại ô thì nó lại là những cái nơi rất là ngang ngửa cho nên cử tri mà ở vùng ngoại ô mà bỏ phiếu nghiêng về bên nào thì bên đó sẽ dễ giành thắng lợi hơn cho nên cái kết quả tại bucks county ở philadelphia đó nó báo hiệu cho cái viễn ảnh là trên rất nhiều những vòng ngoại ô ở những thành phố lớn khác trên nước mỹ đó cái con số cử tri đó nó nghiêng dần về phe dân chủ càng ngày càng nhiều hơn nữa nó mà tại sao nó quan trọng là tại vì nó gồm có đa số là dân thuộc thành phần trung lưu có lợi tức cao thành phần mà có kiến thức, có học vấn, cho nên họ biết suy nghĩ và cái thành phần uh, nữa cũng chiếm uh, đa số ở vùng ngoại ô là gì? là nữ giới. Nữ giới ngày hôm nay họ không thể nào chấp nhận những cái chủ trương của phe cộng hòa là đòi cấm phá thai một cách nghiêm ngặt, không có cho ngoại lệ, kể cả trong trường hợp mà phụ nữ nạn nhân bị cưỡng hiếp mà bị loạn luân, họ vẫn cấm. Cho nên nó làm cho ngay cả những người phụ nữ của đảng Cộng Hòa họ cũng chống luôn. Cho nên anh Nam thấy kể từ khi mà tối cao pháp viện ra cái phán quyết năm 2022 đảo ngược lại cái án lệ Roe vs Wade đó coi như là không có công nhận bảo vệ quyền tự do phụ nữ đó thì tất cả những cái cuộc bầu cử đặc biệt từ đó diễn ra đó ở những tiểu bang mà rất bảo thủ như là Kansas như là Ohio như là Kentucky vân vân đó tất cả những cuộc bầu cử đó cái phe cộng hòa mà gọi là đòi nghiêm cấm phá thai thua nặng thua thê thảm cho nên thậm chí đến bây giờ ở bên chủ bang florida đó họ còn đang phe cộng hòa đang tìm cách là đừng có đưa cái hồ sơ cái chủ đề về cái quyền phá thai ra cho người dân bỏ phiếu nữa tại vì càng đưa ra thì sẽ càng thất bại cho nên trong ngày thứ ba vừa qua nó có hai cái cuộc bầu cử đặc biệt một cái là cho chức vụ dân biểu liên bang tại new york cái thứ hai là dân biểu tiểu bang tại Pennsylvania cả hai cái đó là phe à, ứng cử viên Phan phe dân chủ thắng mà thắng lớn và cái thắng lớn đó, nó không phải chỉ đem lại một ghế hai ghế đó thôi mà nó báo hiệu cho một cái thắng lợi to lớn hơn cho cái cuộc bầu cử vào cuối năm nay xin uh, trở lại với anh Nam. Và cái bản tin cuối cùng là chuyện tối cao pháp viện bác bỏ đơn kháng cáo của cựu tổng thống Donald Trump. Dạ. Yeah cái cái đây cũng là một cái loại tin breaking news đó, mà nhiều người cũng rất là chờ đợi lắm rồi bây giờ mình lược sơ qua cái cái background như thế nào anh Nam biết rồi cái một trong những cái um, uh, cáo trạng của bộ tư pháp qua uh, công tố viên đặc biệt Jack Smith đó, cáo trạng là Donald Trump đó, gây cái sự mà gọi là biến loạn có mang cái tính chất mà gọi là đảo chính um, để mà lật đổ kết quả cho nên họ truy tố không ra tòa rồi ra cái tòa sơ thẩm liên bang của cái bà thẩm phán Chuckin á, luật sư biện hộ cho Trump nói rằng là không có nên xử vụ này, tôi là cựu tổng thống, tôi có cái executive immunity, tôi có cái đặc quyền miễn bị truy tố vì tôi là một cựu tổng thống, cho nên không có được quyền xét xử. Bà thẩm phán uh, uh, Chuckin đó, bà ngồi bà đưa ra phán quyết, bà nói là cái lập luận luật sư biện hộ của Trump là luật, luật sư tào lao, một ông tổng thống hay là cự tổng thống, ngay cả một tổng thống cũng không phải là ông vua chứ đừng nói là ông cự tổng thống, cho nên không có cái quyền gọi là đặc quyền không bị truy tố, làm sai là phải bị truy tố dân sự hay là hình sự cũng vì sao? Bà kinh đã đưa ra cái phán quyết như vậy. Luật sư của Donald Trump kháng cáo lên trên tòa phúc thẩm là cái tòa cao hơn. Nói rằng là tôi không đồng ý và cái bà trước kênh bà nói ở ờ, khi mà ông kháng cáo như vậy thì tôi tạm ngừng cái vụ xét xử này không có tiến hành tiếp tục nữa để chờ coi tòa phúc thẩm uh, xét xử như nào tòa phúc thẩm bỏ ra bốn tuần lễ đồng hồ khiến nhiều người lo lắng nói tại sao câu giờ như vậy nhưng mà cái quan trọng đó là họ đưa ra cái phán quyết vào tuần trước họ đưa ra phán quyết mà ba người đồng ý luôn trong đó có hai người thẩm phán phe dân chủ một thẩm phán phe cộng hòa ba người đồng ý nó lên họ đưa ra những cái lập luận để cho thấy rằng là uh, cái 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 biện minh của Trump đó, hoàn toàn là sai họ bác luôn không những họ bác luôn họ còn ra tối hậu thư họ nói rằng Trump phải kháng cáo lên ngay tối cao pháp viện ngay lập tức vào cái ngày thứ hai đầu tuần này nè chứ không có câu giờ nữa bằng không đó thì là uh, cái, cho cái vụ xét xử thì Trump kháng cáo ở ngày uh, uh, thứ hai vừa qua tối cao pháp viện không biết có xét xử hay không nói với lại phía bên ông công tố viên ồ oh, bây giờ đó cái người bị cáo là donald trump nó kháng cáo như vậy nó đòi ngừng lại ông là bên công tố viên ông giải quyết như thế nào ông trình bày như thế nào tôi cho ông một tuần lễ đến cái thứ ba tuần sau ông jack smith ông không cần cả một tuần lễ có đúng một ngày thôi ông nộp cái cáo trạng phản biện lại khoảng dày uh, uh, 40 mươi trang ông có ông đưa lên những cái luận điểm như thế này có ba cái điều mà mà như chúng tôi vừa nói thứ nhất là tối cao phá viện cho ông Jack Smith một tuần lễ tức là đến thứ ba thì sao ông không cần ông ngọc liền tại cái lập luận của ông vững rồi thứ hai ông Jack Smith đó, ông đưa ra những cái lý do là sao ông nói rằng là khi mà ở cái tòa sơ thẩm đầu tiên đó, là tôi đã thắng rồi cái lập luận tôi thắng khi mà bà thẩm phán xuất trình đồng ý với những luận định của tôi rồi ở cái tòa uh, uh, phúc thẩm uh, ở vùng DC đó, khi mà Trump kháng cáo lên đó, tôi cũng thắng luôn. Mà tôi thắng một cách nghĩa là áp đảo cả ba thẩm phán đó đều đồng thanh với quyết định tôi. Và tôi tin chắc chắn là những cái luận điệu như vậy, cái, cái lập luận như vậy nó vững chắc đó, là nếu mà có đưa ra xét xử tối cao pháp viện đó, thì tôi cũng sẽ thắng luôn. Do đó, tối cao pháp viện nên bác bỏ ngay cái quyết định kháng cáo của Trump đi nó rất là tào lao lắm và đưa ra để cho cái vụ mà xét xử này tiến hành đó là cái lập luận của ông Jack Smith rồi cái điểm mà dứt điểm của ông Jack Smith ông nói là bây giờ giả sử như là các vị thẩm phán tối cao với viện trong chín ông bà này nè có một người nào đó mà mà muốn gọi là là bao che cho Trump muốn này nọ muốn moi móc những cái điểm nào trong cái đơn kháng cáo trong vụ này để mà ngồi xét xử để mà kéo dài thời gian vân vân thì quý vị cứ tha hồ đi Quý vị có giỏi thì đem ra xét xử ngay lập tức đi Phân tích rồi quý vị đưa ra Cái phán quyết quý vị ủng hộ hay chống đối Quý vị lập tức làm liền đi Đừng có kéo dài thời gian Tức là ngụ ý của ông Jack Smith Ông muốn thách thức các quan tòa tối cao ở Việt Nam các vị mà có giỏi muốn bao che cho Trump đó, thì cứ việc cứ việc xét xử đi đưa ra cái phán quyết của vị để cho dư luận người ta sẽ xét xử để cho lịch sử người ta sẽ xét xử những vị thẩm phán nào đưa ra phán quyết nhưng mà đừng có chơi cái trò câu giờ đừng có coi như là tại vì cái thủ tục tòa án đó anh muốn câu giờ là rất là câu là rất là dễ tại vì từ trước đến nay nó nó rất là kéo dài thưa với anh Nam tức là không ai bắt buộc phải xét xử gấp đó, đó. nhưng mà khi cần thì họ xét xử gấp một cái đơn mà đưa lên tối cao pháp viện đó, là nhiều khi đó cả mấy tuần lễ sau họ mới đưa ra họ nói rằng là tôi sẽ nhận đơn hay là tôi sẽ bác đơn rồi tôi sẽ ấn định cái ngày đầu tiên là cái ngày tranh luận tại tòa nó gọi là oral argument tức là ra nói luật sư của hai bên nói rồi mỗi bên nộp những cái hồ sơ để biện minh và các quan tòa nhiều khi họ mất nghĩa là mấy tháng trời sau đó họ bàn với nhau trong nội bộ họ mới đưa ra phán quyết thông thường nó là vài vài tháng nhưng mà khi cần gấp á, tối cao pháp viện họ có thể xét ngày hôm nay qua ngày hôm sau họ đưa ra phán quyết cái chuyện nó đã từng xảy ra rồi cho nên ông Jack Smith ông nói rằng là các vị thẩm phán tối cao việc làm ơn đi quý vị xét xử ngay đừng có để thì giờ kéo dài như vậy nữa và trong cái đơn của ông Jack Smith đó, ông nhấn mạnh cái 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 việc này nè, ông nói là những cái mà tội danh mà được nêu ra trong cái cáo cáo trạng đó, nó là cái cốt lõi của cái nền thể chế dân chủ của chúng ta. Bởi vì làm sao? Cáo trạng nói rằng là những cái tội danh của một ông tổng thống tìm cách đảo ngược cái kết quả bầu cử, tức là cái việc làm của Donald Trump vào trong những ngày cuối của nhiệm kỳ chúng ta sau khi ông thất cử đó, thì nó là một cái hình thức mà không thể nào dùng để biện minh cho cái việc là ông tổng thống có toàn quyền có nghĩa là miễn bị truy tố về hình sự như vậy bởi vì như vậy đó là nó trà đạp vào cái nền cái dân chủ của quốc gia Hoa Kỳ này đó là cái 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 vấn đề một trong những cái cái cái, cái chi tiết của cái Breaking News mà chúng ta uh, cần theo dõi và cần biết đến uh, như vậy thưa anh yeah. Nam bây giờ cũng mệt quá không rồi câu chuyện câu chuyện tin tức chiều nay anh có muốn đưa tin gì nữa không như vậy cũng là khá đủ rồi cho phép uh, chúng ta tạm ngừng tại đây và uh, sẽ uh, hẹn trở lại chương trình uh, uh, với quý khán tiếng giả trong chương trình kỳ tới phải không thưa với anh Nam? Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ vâng xin, kính xin chào anh một lần nữa xin cảm ơn xin kính Hán chào.